Ngày 6 tháng 9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc để điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ ngày 30 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Lộc Hà đã phát hiện bắt quả tang một nhóm gồm 13 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại khu vực núi Bần thuộc địa bàn thôn Bình Nguyên, xã Bình An, huyện Lộc Hà. Tang vật thu giữ gồm 50 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ bát đĩa, 3 quân vị, 13 điện thoại di động các loại và 7 xe máy. Mở rộng điều tra, công an xác định có 15 đối tượng tham gia đánh bạc do đối tượng Đặng Danh Bình, 46 tuổi, trú tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà cầm đầu. Nhằm tránh bị phát hiện và gây khó khăn cho lực lượng chức năng, trong quá trình đánh bạc, các đối tượng phân công người canh gác chặt chẽ, tiến hành đánh bạc vào thời gian từ khoảng 22 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Đồng thời, thường chọn các địa điểm là những vùng rừng núi hiểm trở, hoang vu, hẻo lánh để tổ chức đánh bạc và thay đổi địa điểm đánh bạc liên tục. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.